Lãnh đạo của ban nhân dân xã Lộc Phú, quyền Bảo Lâm của tỉnh Lâm Đồng xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra sự việc đau lòng khi hai trẻ nhỏ bị đuối nước tử vong dưới một hồ tưới cà phê. Trước đó thì bé gái HTHA 8 tuổi và bé trai HTH 5 tuổi ở buôn Hàng Lan, thôn 5, xã Lộc Phú rủ nhau trà hồ nước cách nhà khoảng 500 m để chơi. Tại đây thì không may hai em trượt chân và rơi xuống hồ đuối nước tử vong. Không thấy các em về nhà, gia đình đi tìm mới phát hiện sự việc. Ngay sau tai nạn thì chính quyền địa phương và các cơ quan đoàn thể đã đến thăm hỏi động viên, chia sẻ cùng với gia đình.